Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2020 với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Lương Can, huyện Hà Quảng phát động đợt thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc đầu tháng 9. Gia tăng số người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành giám sát tại xã Lê Lai, huyện Thạch An về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, công tác tuyên truyền vận động nhân dân được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thạch An quan tâm chú trọng. Trong đó có việc di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở nhằm tạo điều kiện cho đàn gia súc được chăm sóc thuận lợi, chất lượng môi trường được cải thiện. Tính đến cuối năm 2015, trên địa bàn huyện có 212 hộ nuôi nhốt gia súc trong gầm sàn. Đến thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2017, huyện Thạch An đã hoàn thành 100% công tác di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ là 403 triệu đồng. Riêng xã Lê Lai, đến đầu năm 2017, số hộ gia đình nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở còn có 69 hộ, trong đó hộ nghèo 29 hộ, cận nghèo 15 hộ và hộ khác 24 hộ. Với sự chỉ đạo sát sao, đôn đốc, sự phối hợp giữa các cấp ngành, các tổ chức đoàn thể xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức về lợi ích của việc di chuyển chuồng trại. Các hộ có nuôi nhốt dưới gầm sàn đã tự giác đăng ký cam kết di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở. Việc chi trả cho các đối tượng tại xã đã thực hiện giải ngân xong trong năm 2017 với định mức chi trả hộ nghèo là 2,5 triệu đồng, hộ cận nghèo là 1,5 triệu đồng, hộ khác là 1 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế tại hai xóm Độc Lập và Bản Cam xã Lê Lai, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của huyện, xã đã đạt được trong công tác di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở. Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, quản lý kinh phí, chi đúng đối tượng, đúng mục đích và thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định. Đoàn đề nghị trong thời gian tới, huyện, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, vận động nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm, góp phần giữ sạch môi trường. Sáng 7 tháng 9, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc đầu tháng 9. Sau nghi thức chào cờ, toàn thể cán bộ đảng viên đã được nghe nội dung câu chuyện cảm động về chiếc áo mà Bác Hồ đã mặc trong ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dù 75 năm trôi qua, khi nghe hết câu chuyện làm chúng ta bồi hồi xúc động về sự giản dị, biểu tượng sáng ngời của Bác và bộ quần áo kaki Bác mặc đến bạc màu. Bác đã sống một đời hết sức giản dị, đơn sơ, mộc mạc, hết lòng vì nước, vì dân. Qua câu chuyện, chúng ta rút ra bài học sâu sắc về đức tính giản dị của Bác. Dù ở cương vị nào, cũng cần vận dụng một cách linh hoạt, từ cử chỉ tác phong đến trang phục, để phù hợp với hoàn cảnh. Ngày nay đất nước đang tiếp tục bước vào thời kỳ đổi mới, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên theo đúng ước nguyện của Bác, và việc ăn mặc đẹp, lịch sự cũng phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, nhưng không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Trong buổi sinh hoạt dưới cờ, lãnh đạo huyện ủy đã thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2020. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể huyện, các xã thị trấn quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, chủ động phát triển kinh tế xã hội, tích cực phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh triển khai công việc sau đại hội, sắp xếp cán bộ cấp huyện, cấp xã, sơ kết nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Chỉ đạo xã Lương Can thực hiện hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới theo lộ trình. Các xã Tổng Cọt, Lũng Lặm, Thanh Long và Yên Sơn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho công tác diễn tập, phòng thủ năm 2020. Triển khai chào cờ, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hàng tháng ở các xã thị trấn từ tháng 10 năm 2020. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, đảm bảo đạt kế hoạch,
quan tâm công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là tại thị trấn Xuân Hòa và thị trấn Thông Nông, tích cực thực hiện các nội dung cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2020. Sáng 7 tháng 9, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Dông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho 64 đảng viên mới là chiến sĩ nghĩa vụ trong Bộ đội Biên phòng Cao Bằng. Trong thời gian 20 ngày, các học viên được học 12 bài kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở, 10 bài lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, qua đó nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho các đồng chí đảng viên mới về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của người đảng viên và công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Trang bị một số kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước là cơ sở để các đồng chí đảng viên phấn đấu và rèn luyện, góp phần tạo nguồn cán bộ cho địa phương ở khu vực biên giới. Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh có ý nghĩa chiến lược, thiết thực trước mắt cũng như lâu dài. Trước hết tạo động lực để chiến sĩ phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, nâng cao nhận thức, vận dụng lý luận vào thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quân nhân trong thời gian tại ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các đồng chí sẽ luôn là người đảng viên, người cán bộ gương mẫu, tiêu biểu, tích cực cung cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đề nghị các đồng chí đảng viên mới tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 6 tháng 9, xã Lương Can, huyện Hà Quảng đã tổ chức phát động đợt thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới. Dự buổi lễ phát động có hơn 100 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện và đông đảo nhân dân trong xã. Là xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020, trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lương Can được triển khai sôi nổi và mạnh mẽ. Thực hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng, quy định về 8 việc của hộ gia đình, 8 việc của xóm, 8 việc của xã trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Đảng ủy, chính quyền xã Lương Can đã ban hành nghị quyết, kế hoạch cụ thể về xây dựng nông thôn mới. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay đã kiên cố hóa được 20 km đường giao thông nông thôn, đường trục xóm được cứng hóa 8 trên 10 km, đạt 80%, đường ngõ xóm được bê tông hóa 6,5 trên 7,8 km, đạt 82%, đầu tư xây dựng mương thủy lợi kiên cố được 22,1 km, đạt 98,8%, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả tích cực. Đến tháng 8 năm 2020, xã đã đạt 11 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lương Can đã kêu gọi toàn thể cán bộ nhân dân tiếp tục phát huy nội lực, quyết tâm tập trung toàn lực hoàn thành các nội dung, các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới, bao gồm tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư nông thôn, tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh. Buổi lễ phát động chung tay xây dựng nông thôn mới đã huy động được hơn 121 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã, các trường học và 8 xóm đã ký giao ước thi đua, quyết tâm cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2020, xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đúng theo kế hoạch của tỉnh giao. Trong tháng 8, lượng khách du lịch đến với Cao Bằng chỉ khoảng 40.000 lượt người, giảm 76,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách du lịch quốc tế là hơn 200 lượt, giảm 99% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa 39.800 lượt, giảm 74,1% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt 5 tỷ đồng, giảm 92,5% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng chỉ chiếm 10%. Tổng lượt khách du lịch trong tháng 8 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Khách du lịch vẫn còn hạn chế di chuyển, nguồn khách tập trung chủ yếu là khách nội tỉnh. Trong tháng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá về công viên địa chất non nước Cao Bằng, thể hiện qua các bài viết trên bản tin công viên địa chất non nước Cao Bằng số 2 năm 2020. Đăng bài dự thi cuộc thi Check-in Cao Bằng, đăng tải các bài viết trên trang website Cao Bằng Geo Park. Phối hợp với đoàn quay phim của Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam thực hiện bộ phim tài liệu khám phá công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Các khu điểm du lịch thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Như chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở du khách thực hiện đeo khẩu trang,
tiến hành treo pano áp phích tuyên truyền phòng chống dịch tại các điểm trung tâm để nâng cao ý thức của người dân về phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn bảo quản vaccine trong dây truyền lạnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng cho 55 học viên là viên chức khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm và phụ trách kho vaccine Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tĩnh Túc, Bệnh viện Đa khoa các huyện Quảng Hòa, Trung Khánh, Hà Quảng, đại diện lãnh đạo, viên chức chuyên trách chương trình tiêm chủng mở rộng Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Trong hai ngày, các học viên được nhóm giảng viên của Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng miền Bắc thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hướng dẫn cách bảo quản vaccine trong buồng lạnh, tủ lạnh, hòm lạnh, vích vaccine. Thực hiện tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển, bảo quản vaccine đảm bảo an toàn và đúng quy định của Bộ Y tế. Thực hiện sắp xếp các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong dây truyền lạnh. Qua tập huấn, các học viên sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành an toàn trong tiêm chủng mở rộng. Quản lý kho, bảo dưỡng các thiết bị dây truyền lạnh, thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động và thực hành bảo quản, đóng gói vaccine, ghi chép các biểu mẫu, sổ quản lý vaccine theo quy định. Từ đó phòng tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện tiêm chủng. Ngày 7 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Nam Tuấn, huyện Hòa An tổ chức lễ ra mắt mô hình Cụm An ninh Tự quản, khu vực Hữu Giang, xã Nam Tuấn. Khu vực Hữu Giang, xã Nam Tuấn gồm các xóm Tàng Cài, Thành Công, Nà Rị, Nà Đán, Vò Khuất với 314 hộ, 1.536 nhân khẩu. Tình hình an ninh chính trị tại khu vực luôn được giữ vững. Đại bộ phận nhân dân tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, tại khu vực còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn về trật tự an toàn xã hội, vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc như trộm cắp tài sản, đánh nhau, bạo lực gia đình nhưng không trình báo. Khu vực này có đường Hồ Chí Minh đi qua, chợ hàng hóa, các điểm vui chơi quanh khu vực Thác Chó, quán karaoke và giáp danh với các xã khác, nên nếu không quản lý tốt sẽ dễ nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Ban điều hành Cụm An ninh Tự quản khu vực Hữu Giang được thành lập gồm 13 thành viên trong ban điều hành, có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực theo phương châm 3 chủ động phòng ngừa, chủ động đấu tranh, chủ động tố giác tội phạm và 3-0, không tội phạm, không tệ nạn xã hội và không cháy nổ, tham gia giải quyết các vụ tai nạn giao thông, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Việc thành lập mô hình nhằm phối hợp, liên kết quần chúng các xóm Tàng Cải, Thành Công, Nà Rị, Nà Đán, Vò Khuất cùng tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi tiêu chí số 19 trong Bộ Tiêu chí Nông thôn mới. Ngày 6 tháng 9, Câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình thiện nguyện Tự trường cho em 2020 tại điểm trường Trà Lý A, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm. Điểm trường Trà Lý A thuộc trường phổ thông cơ sở Đức Hạnh có 237 học sinh, trong đó 99% dân tộc Mông với tỷ lệ hộ nghèo khá cao, do đó điều kiện phục vụ học tập cho con em tại đây còn nhiều thiếu thốn. Để chia sẻ khó khăn với các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh miền núi dẻo cao, chương trình từ thiện đã trao các suất quà cho học sinh, bao gồm 197 cặp sách, 200 suất bút vở, 300 chiếc ghế nhựa, 1 chiếc chống trường, quần áo mùa đông và các nhu yếu phẩm khác. Chương trình vận động được 70 triệu đồng tiền ủng hộ từ các cá nhân, các đơn vị tài trợ như Công ty Xuất nhập khẩu Cao Bằng, Viettel Cao Bằng, Tập thể Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng và các tổ chức khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Niềm hân hoan phấn khởi thể hiện trên nét mặt các em học sinh và thầy cô giáo khi nhận được những món quà ý nghĩa của chương trình. Đây là hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh Cao Bằng nhằm tiếp sức con đường đến với cái chữ cho các em học sinh, động viên các em phấn đấu học tập tốt trong năm học mới. Chương trình không chỉ chia sẻ những thiếu thốn vật chất mà còn là dịp lan tỏa ngọn lửa yêu thương giữa các thành viên trong đoàn thiện nguyện tới thầy và trò tại điểm trường vùng cao này. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào chung tay hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động đã được đông đảo các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đồng tình hưởng ứng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, mỗi năm tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, giúp họ an cư lạc nghiệp, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. Đây là ngôi nhà của gia đình bà Nông Thị Kín, xóm Phía Đén, xã Thành Công.
Sau gần 4 tháng thi công, đến nay căn nhà kiên cố rộng 80m², kết cấu 3 gian, lợp mái tôn, cửa gỗ đã hoàn thành. Trong ngôi nhà mới khang trang, bà Nông Thị Kín không giấu nổi niềm xúc động. Gia đình bà Kín thuộc diện hộ nghèo, nhà đông con, chồng mất sớm. Bản thân bà Kín nằm viện chạy thận suốt gần 10 năm qua. Thường các con sống trong ngôi nhà lụp xụp, phải tự bươn chải với cuộc đời sớm. Nhưng lực bất tòng tâm, bệnh tật, nghèo khó khiến bà Kín không biết phải gắng gượng như thế nào. Biết được những khó khăn của gia đình bà Kín, xã Thành Công đã đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà. Từ Quỹ Hỗ trợ Người Nghèo Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình bà Kín để làm nhà đại đoàn kết. Thế gia đình tôi cũng là rất khó khăn, thế là nhiều có đông con. Thế là bố lại mất sớm, mẹ lại bị bệnh tật nữa thì bây giờ các con khác ở xóm xã quan tâm đến, thế báo đến huyện, đến tỉnh. Thế thì bà cũng được nhờ là cấp trên giúp đỡ làm nhà, thế bà cũng được cảm ơn. Bây giờ thì bà thì ở viện, nằm ở viện thì các con ở nhà cũng có nhà ở, thì bà cũng thấy yên tâm mà chữa bệnh. Hàng năm quỹ vì người nghèo được triển khai đến 3 cấp, tỉnh, huyện, xã. Mỗi năm ngoài kinh phí được phân bổ từ cấp tỉnh, các địa phương vận động các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp xây mới và sửa chữa nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở. Đặc biệt vai trò của các doanh nghiệp hết sức quan trọng trong việc đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Là một trong những doanh nhân luôn đồng hành với Quỹ vì người nghèo tỉnh trong nhiều năm qua, ông Đặng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Hùng Dũng cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh, khuyến khích mở rộng quy mô, phát triển ngày càng bền vững. Vì vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm chung tay cùng địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo. Nhận thức được điều đó, năm nào công ty cũng đưa vào kế hoạch năm đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo chung tay cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Thì công ty chúng tôi luôn luôn đồng hành trong những năm gần đây. Là chúng tôi từ khi công ty thành lập đến bây giờ là luôn luôn cũng đồng hành cùng với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức khác của tỉnh và huyện để coi như là tập trung vào để các cái nguồn lực về hỗ trợ, về an sinh xã hội, về các hộ nghèo và các nhà có chính sách, các nhà chính sách của tỉnh cũng như của huyện. Và coi như là nhất là phát tập trung công ty chúng tôi phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Mặt trận Tổ quốc huyện để hỗ trợ các cái xây dựng các cái hội nhà cho hộ nghèo và chung tay để xây dựng nông thôn mới của huyện nhà cũng như của tỉnh. Thì trong những năm qua thì bản thân tôi thì thầm lặng để đồng hành. Trong những năm tới thì chúng tôi cũng cùng đồng hành cùng với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện và các đơn vị khác để cùng với quê hương, cùng với tỉnh để xây dựng quê hương càng ngày càng giàu đẹp, để hạn chế những bà con nhà dột nát còn khó khăn không xây dựng được nhà thì chúng tôi sẽ đồng hành. Còn khả năng làm đến đâu, điều kiện làm được đến đâu thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện sẽ tiếp tục đồng hành. Từ năm 2015 đến nay, mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động quỹ vì người nghèo được trên 31,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới 980 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền trên 29 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, tặng hàng nghìn suất quà nhân các ngày lễ Tết, các gia đình gặp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố tai nạn. Qua đó đã đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh, bình quân đạt 3-4% một năm. Để có được nguồn quỹ hỗ trợ các hộ gia đình nghèo xây dựng nhà ở, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tuyên truyền mục đích ý nghĩa của phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết bằng nhiều hình thức thiết thực phong phú, khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Ở trong năm 2019 đến nay đã huy động các nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các cộng đồng nhân dân
huy động xây dựng được 114 nhà đại đoàn kết, và trong đó huy động các nguồn lực hỗ trợ cho một hệ thống nước sinh hoạt tại huyện Hà Lang, và hỗ trợ hàng năm 30 triệu đồng cho nồi cháo dinh dưỡng cho các hộ nghèo, và đặc biệt là hỗ trợ các cái chương trình hoạt động khác như là hoạt động cho các học sinh nghèo học giỏi và nhiều hoạt động khác tích cực. Và trong đó thì qua tổng kết đánh giá thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Mặt trận Tổ quốc cấp đánh giá rằng các hoạt động nổi bật trong thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, đảm bảo cho tỉnh phát triển bền vững trong thời gian tới. Có thể nói, những ngôi nhà đại đoàn kết được hỗ trợ từ nguồn quỹ vì người nghèo tuy giá trị chưa cao, nhưng ở đó chứa đựng tình nghĩa, không chỉ thể hiện tấm lòng sẻ chia đùm bọc của cộng đồng với các hộ nghèo, mà còn tiếp thêm sức mạnh, động viên khuyến khích hộ nghèo hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Nếu như năm 2018 toàn tỉnh có 1.650 người nhận bảo hiểm xã hội một lần, thì năm 2019 đã tăng lên 1.853 lượt người. Chỉ riêng từ đầu năm cho đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã có 1.167 người nhận bảo hiểm xã hội một lần. Con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng. Đây là một vấn đề đáng quan tâm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, mà còn ảnh hưởng đến sự nỗ lực và quyết tâm của chính phủ trong thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân, với mục tiêu không để ai ở lại phía sau. Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 đã khiến nhiều đơn vị doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải cắt giảm nhân sự, tạm ngừng hoạt động, dẫn tới tình trạng nhiều người lao động mất việc làm, thất nghiệp. Mong muốn có một khoản chi tiêu trước mắt để trang trải cuộc sống, nhiều người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, người lao động không biết rằng họ đang làm mất đi chỗ dựa an sinh của chính mình khi không còn sức lao động. Chỉ vì lợi ích trước mắt, một số người đã từ bỏ quyền lợi được lĩnh lương hưu khi về già của mình. Những người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần, phần lớn tiếp tục đi làm và đóng bảo hiểm xã hội từ đầu, một vòng luẩn quẩn khi họ đi làm trở lại. Theo cơ quan chuyên môn, nếu người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần, khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội sẽ không được cộng nối thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, mà chỉ tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau này. Như vậy, người lao động mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động, hoặc khi đủ tuổi nghỉ hưu vẫn đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, thì do thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nên số tiền lương hưu sẽ thấp. Thêm nữa, khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, đồng nghĩa với việc người lao động phải chấp nhận sự thiệt thòi rất lớn khi với 22% mức tiền lương tháng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Do cả người sử dụng lao động và người lao động đóng, thì một năm tổng mức đóng là 2,64 tháng lương. Trong khi mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. Và 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Bảo hiểm xã hội là một chính sách an sinh xã hội rất thiết thực đối với người lao động. Thì thời gian vừa qua thì có tình trạng là một số người lao động thì đã từng tham gia bảo hiểm xã hội thì do những cái nguyên nhân mà bị mất việc làm rồi bị thôi việc ấy, thì họ đã chọn cái giải pháp là nhận bảo hiểm xã hội một lần. Về phía cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi khuyên là người lao động thì nên cân nhắc. Bởi vì là tham gia bảo hiểm xã hội nó là cái kết quả của cả một cái quá trình lao động. Rồi nó còn là cái khoản để mà dự phòng tích lũy cho người lao động sau khi về già. Thì cái khoản tiền này thì nó sẽ không mất đi mà lại tiếp tục được cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và đầu tư để tăng trưởng. Và sau này nếu những người lao động mà họ có điều kiện thì họ có thể bảo lưu cái số tiền mà đã tham gia bảo hiểm xã hội, và có khi có điều kiện họ sẽ tiếp tục để mà tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, hoặc là có thể là tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện. Thế thì việc mà người lao động ý, là duy trì để đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian quy định ý, thì sẽ giúp cho người lao động có nhiều cái lợi. Cụ thể là ở những cái thời điểm khác nhau thì nhà nước có thể là sẽ điều chỉnh lương hưu cho phù hợp với mức sống của người dân. Và người lao động khi mà đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội ý, thì ngoài quyền lợi được hưởng lương hưu thì họ còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Và nếu không may mà qua đời ý, thì thân nhân của họ sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí. Anh Phan Phú Khánh tại tổ 9 phường Tân Giang đã có thời gian làm việc tại Hà Nội. Tuy nhiên vì nhiều lý do, anh đã xin nghỉ việc.
anh đã đến cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký nhận bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi nghe tư vấn của cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh về hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nhận thấy nếu như hưởng bảo hiểm xã hội một lần chỉ là vấn đề trước mắt, sau này về già sẽ không có khoản tiền lương hưu hàng tháng. Do đó, anh đã quyết định tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được cộng nối thời gian anh đã tham gia bảo hiểm xã hội trước đây. Trước kia, tôi đi làm mà đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sau khi nghỉ việc, cần một số tiền để giải quyết việc riêng trong thời gian tìm việc, cũng như do chưa hiểu cặn kẽ đầy đủ về những quyền lợi của chính sách bảo hiểm xã hội, nên tôi đã quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tôi đã được cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh tư vấn giải thích rõ về những thiệt thòi khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tôi đã nhận ra rằng bảo hiểm xã hội một lần chỉ có thể giải quyết được nhu cầu kinh tế trước mắt, nhưng sẽ thiệt thòi về sau. Do đó, tôi đã quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Đến nay, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này, khi hết tuổi lao động, sẽ được hưởng lương hưu. Như vậy, tôi sẽ chủ động được với cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào con cái. Nếu tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, khi đến tuổi nghỉ hưu, người lao động sẽ hưởng mức lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế. Nhưng nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ thiệt thòi khi chưa đến tuổi nghỉ hưu đã tiêu hết tiền dưỡng già. Không có chế độ hưu trí, họ phải phụ thuộc vào con cháu và xã hội. Chẳng may bị bệnh, không có thẻ bảo hiểm y tế, họ còn phải đối mặt với nguy cơ có thể kể đến như không chi trả nổi chi phí khám chữa bệnh chỉ sau một lần mắc bệnh và nằm viện thời gian dài. Từ đó phải đối mặt với tình trạng nghèo đói, kiệt quệ, trở thành gánh nặng đối với gia đình và xã hội. Trong bối cảnh dịch COVID-19 làm ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động, theo cơ quan chuyên môn, thay vì đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người lao động vẫn còn có nhiều lựa chọn để khắc phục khó khăn trước mắt. Trong thời điểm này, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không may mất việc, có thể đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đăng ký nhận hỗ trợ từ gói an sinh, từ các gói an sinh của chính phủ, thay vì hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Và khi hết dịch, kinh tế phục hồi, có việc làm thì người lao động có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội và thời gian công tác được cộng dồn cho sau này. Chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc và được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Cùng với đó, người lao động còn nhận được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí hoặc được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Và nhận bảo hiểm xã hội một lần thì đồng nghĩa với việc người lao động sẽ thiệt thòi khi chưa đến tuổi nghỉ hưu thì đã tiêu hết tiền dưỡng già. Thời gian qua, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã tăng cường tuyên truyền để người lao động và nhân dân thấy rõ hơn về ý nghĩa lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong việc ổn định đời sống người dân, đặc biệt với giai đoạn dịch bệnh như hiện nay. Các quyền lợi bảo hiểm xã hội càng mang nhiều ý nghĩa. Chính sách an sinh này không chỉ chăm lo cho cuộc sống trước mắt của người lao động như trợ cấp thất nghiệp, chăm lo y tế, tai nạn lao động, thai sản mà còn lo cho lâu dài như chế độ hưu trí, tử tuất, y tế. Do đó, người lao động nên có sự lựa chọn đúng đắn về quyền lợi của mình bởi nó có liên quan trực tiếp đến vấn đề an sinh xã hội của bản thân khi về già. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.